thân mến, khi nói về những sắc màu làm nên hình ảnh của quê hương miền sông nước thì chắc hẳn chúng ta có thể dễ dàng kể ra nhiều và nhiều dữ lắm. Đó là cái màu nâu đen của đất, màu đục ngầu phù sa, màu xanh của lá cây, màu vàng của lúa chín, hay là những sắc màu tươi vui của những loài hoa dọc hai bên đường, và càng không thể nào không kể tới đó là màu sắc của những món ăn. Người miền Tây của mình đó hiền hòa dễ chịu, ăn uống không có cầu kỳ, nhưng mà không phải vì vậy mà bữa cơm trở nên đơn điệu đâu à nhan, mà cái bữa mâm cơm dọn lên lúc nào nó cũng rộn rã tiếng cười, và những màu sắc của món ăn thì lúc nào cũng khiến cho người ta phải cồn cào bụng dạ hết á. Có cái tô canh chua bông điên điển này dậy lên một cái màu vàng tươi, hay cái ơ cá kho một cái màu nâu sậm quyến rũ, rồi dĩa rau xào xanh mướt ngon lành. Còn nhiều nhiều lắm những sắc màu khác rất là gần gũi, thân quen, gợi thèm, gợi nhớ cho biết bao nhiêu người thưởng thức. Cho dù cuộc sống có tiện nghi hiện đại tới đâu, thì bà con miền Tây xưa giờ vẫn giữ lại những gì chân chất của quê mình như một cách để giữ lại hồn quê, giữ lại nhịp sống hiền hòa, giữ lại một nơi chốn bình yên nhất cho những đứa con tha hương. Lỡ khi mỏi gối chồn chân trên bước đường phiêu bạt, bỗng muốn trở về. Trở về nhà quê, trở về với cha với mẹ, trở về đi lại cây cầu khỉ bắc qua sông, trở về đung đưa cánh võng giữa xế chiều nhạt nắng, trở về bên cháy bếp xưa để phụ mẹ nhúm lửa, lạt rau, mần cá, nấu lên bữa cơm đơn giản mà ngon lành. Cơm quê mang màu sắc mộc mạc và tự nhiên của nhà quê, là màu xanh của lá rau lá cải, là màu vàng của bông điên điển mùa con nước nhảy bờ, màu nâu bóng của nước màu dừa nhuộm cho ơ đồ kho càng thêm ngon lành, bắt mắt, màu trắng của thịt cá đồng tươi ngon số 1, màu đỏ ao của con tôm sông chắc thịt, và cái màu tím dịu dàng gợi lên hình ảnh đầy thân thương của cọng bông súng, bông lục bình, mớ trái giác mùa sa mưa, nấm lá cẩm nấu xôi hay làm bánh, là màu tím rịm của củ khoai mỡ, góp phần ngon lành cho bữa cơm quê mang nhiều hương vị. Dù không rực rỡ, không chói chang, nhưng màu tím trong những món ăn miền sông nước vẫn tự mình có sức thu hút riêng, để nhiều người phải ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức. Đòn bánh tét, cái bánh ít hay gói xôi nếp màu lá cẩm gợi lên sự gần gũi của quê nhà bằng cái màu tím thân thương và dịu mát. Trời sa mưa, bữa cơm quê dọn lên có tô canh chua trái giác nấu chung bông súng và cá rô đồng. Màu nước canh tím tím dễ thương, cọng bông súng cũng tím tím một chút màu mang mát. Ăn vô vừa chua dịu dàng, vừa ngon lành cái mùi vị thân thuộc của quê hương. Là bông lục bình cũng màu tím, đem nấu canh hay nhúng lẩu là vừa ngon lại vừa hợp. Còn như củ khoai mỡ mộc mạc của miền đất phương Nam, thì tuy bề ngoài lấm lem đầy đất cát, nhưng khi chẻ ra, bên trong đó lại một màu tím rịm, nhìn qua là thấy mát dịu, thân thương và gợi lên hình ảnh của nhiều món ăn ngon mà ai ai cũng ghiền, cũng nhớ. Khoai mỡ hay còn có tên khác là khoai ngọt, đây là nguyên liệu nấu ăn quen thuộc của các bà nội trợ miền sông nước. Về xứ này, đi vào những khu chợ nông sản, chúng ta sẽ thấy các sạp hàng bán rất nhiều khoai mỡ. Bên cạnh đó là các loại khoai củ khác như khoai lang, khoai mì, khoai môn, củ sắn, được chất xếp ngay ngắn, đợi theo chân người đi tiêu thụ ở nhiều nơi. Chợ Cao Lãnh, Đồng Tháp chính là một trong những nơi lúc nào cũng nhộn nhịp như thế. Người bán thì lo chăm chỉ xếp hàng, phân loại khoai củ, đóng bao, vận chuyển. Người mua thì cứ ghé ngang đây, chắc chắn sẽ lựa được đồ ngon đem về. Đó là những củ khoai có màu tím rịm dễ mê. Khoai càng tím thì khi nấu lên càng dẻo, càng ngon và đảm bảo ai ăn cũng khoái. Hoặc như dọc đường về vùng Thanh Hóa, Tân Hưng, tỉnh Long An,
Nơi này có thổ nhưỡng phù hợp nên được trồng rất nhiều các loại khoai củ đặc sản miền sông nước như khoai mì, khoai lang, khoai môn, khoai mỡ, hẹ nước. Bởi vậy, đi ngang đây, nếu để ý sẽ thấy nhiều sạp hàng được dọn ra bên mé đường bán đầy các thứ sản vật bình dân mà đầy ấn tượng đó. Cái củ khoai mỡ đó quý vị, tùy theo địa phương mà có nơi người ta còn gọi là khoai ngọt nè. Cái củ khoai này nó có cái màu tím rất là dễ thương mà cái vị ngọt bùi cũng dễ ăn nữa. Mà theo như kinh nghiệm của các bà, các mẹ chia sẻ lại với nhau đó, thì cái củ khoai mỡ này mà cái màu nó càng tím thì nó càng dẻo và càng ngon hơn nữa. Cái khoai mỡ này mình có thể đem đi hấp nè, rồi mình đem đi là mình chiên bánh, hoặc là nấu chè, hoặc là mình nấu canh với cá lóc, rồi tép nữa thì ngon ngọt ngất ngây luôn. Bước chân vô nhà mà thấy dọn trên mâm cơm có sẵn tô canh khoai mỡ, thêm dĩa tép rang, rồi dĩa dưa mắm nữa, thì đảm bảo là người nông dân sẽ thấy khỏe khoắn trở lại liền. Ta nói nha, bữa nào mà nhà mà nấu cái món canh khoai mỡ này thì ai mà ngồi đầu nồi bới cơm mỏi tay luôn đó. Khoai mỡ có màu tím rịm rất đặc trưng, xen lẫn những vân trắng li ti nhìn rất là thích mắt. Thịt khoai ở bên trong lúc nào cũng ương ướt, nhớt và đặc biệt rất trơn trượt khi cầm trên tay, trơn như mỡ vậy. Có lẽ từ cái đặc điểm đó mà bà con mình kêu tên là khoai mỡ. Còn tên khoai ngọt thì bắt nguồn từ chính vị dẻo bùi và ngọt tự nhiên của củ khoai bình dân này. Thứ củ này có thể làm được nhiều món ngon mà ai cũng thích. Có thể đem luộc ăn giúp no bụng vào bữa sáng. Hay nếu khéo léo hơn thì chỉ cần nạo khoai ra, trộn chung bột, đường để tạo thành hỗn hợp bột dẻo dẻo, có màu tím tự nhiên. Từ phần bột này có thể cho ra đời món bánh canh khoai mỡ, ăn thiệt lạ miệng. Món chè trôi nước khoai mỡ ăn dẻo quẹo, hay làm thành món bánh khoai mỡ chiên thơm giòn, nóng hổi. Nhắc tới chè trôi nước, những đứa con miền Tây sẽ nhớ liền tới món chè dẻo quẹo với những viên chè tròn có lớp bột bao bọc lấy nhân đậu xanh ở bên trong. Nấu với nước đường và chan thêm nước cốt, ăn ngọt liệm, béo béo, dẻo và thơm nữa. Chè trôi nước được bà nội trợ khéo léo nhuộm cho nhiều màu sắc đẹp đẽ và tươi vui như màu xanh từ lá dứa hay lá bồ ngót, màu cam rực rỡ từ trái gấc, màu trắng tự nhiên của bột, màu đỏ đỏ hồng hồng từ củ dền. Bên cạnh đó, bà con mình còn công phu sáng tạo thêm một loại chè trôi nước nữa. Đó là chè trôi nước khoai mỡ. Cũng nấu với nước đường, cũng có nhân đậu xanh bùi bùi, nhưng phần bột bọc ngoài sẽ được trộn chung với khoai mỡ, nạo nhuyễn, nên có màu tím tím rất là dễ thương và đẹp mắt. Món chè này ngoài cái dẻo của bột còn có cái mịn màng và vị ngọt thanh tao tự nhiên của củ khoai mỡ nữa. Độc đáo là vậy nên món chè này đã được nấu và giới thiệu với nhiều thực khách khắp gần xa ở các ngày hội bánh dân gian Nam Bộ, và hầu như ai ăn thử cũng tỏ ra thích thú với sự ngon lành và thầm ngưỡng mộ sự sáng tạo độc đáo của những người đầu bếp đất phương Nam. Những ai đã từng một thời có tuổi thơ gắn liền với miền sông nước quê hương, có thời gian hồn nhiên cùng màu áo học trò, thì cũng ít nhiều sẽ nhớ tới những món quà vặt nơi cổng trường. Trong đó có món bánh khoai mỡ chiên, ăn xong đảm bảo nghiền. Bột được trộn chung với khoai mỡ nạo nhuyễn, sau đó khéo léo nặng thành con bánh có dạng thuôn dài, rồi thả vô chiên trong chảo dầu sôi. Bánh chín có lớp ngoài dậy màu vàng ươm, xé ra bên trong tím rịm, bỏ vô miệng nhai, vừa giòn lại có phần dẻo dẻo, ngọt và đặc biệt rất thơm. Thứ bánh này không cần cầu kỳ về nguyên liệu, chỉ cần chút bột, chút khoai, chút đường. Vậy mà món bánh khi chiên xong lại ngon tới không ngờ luôn đó. Hèn chi ở cổng trường quê mỗi bữa tan học, những cô cậu học trò lại túm tụm nơi quán quen, cùng nhau thưởng thức cái bánh ngon đậm vị nhà quê xứ mình.
kể ra những món ăn ngon được nấu từ khoai mỡ thì nhất định phải kể tới món canh khoai mỡ mát lành giúp trôi cơm và góp phần ngon miệng trong bữa cơm gia đình. Khoai mỡ có thể kết hợp với nhiều loại sản vật ở xứ này để nấu thành tô canh ngon như canh khoai mỡ thịt bằm, canh khoai mỡ cá lóc, hay ấn tượng và thường được nấu nhất đó là canh khoai mỡ nấu tép, thơm ngọt ngất ngây mà cả nhà ai ai cũng khoái. Để nấu món canh này, chỉ cần chuẩn bị củ khoai mỡ có màu thiệt tím, mớ tép ngon, nhúng rau nêm. Tép sẽ được lột vỏ, rửa sạch, rồi dùng dao đập cho hơi nát ra, nêm xíu gia vị, rồi để riêng cho thấm. Sau đó mới quay ra nạo khoai. Khoai mỡ có thể được nạo bằng nhiều cách khác nhau. Người thì đem khoai rửa sạch vỏ ngoài, chẻ đôi theo chiều dọc, rồi trở bề cái muỗng mà nạo đều tay. Còn cũng có người sẽ gọt vỏ củ khoai, rửa sạch, rồi dùng lưỡi dao nạo một cách nhẹ nhàng. Dù là dùng cách nào đi chăng nữa, thì phần thịt khoai khi nạo xong cũng nhuyễn mịn, dính lấy nhau dẻo quẹo và có độ nhớt đặc trưng của nó. Chuẩn bị xong rồi, nhúng lửa nấu canh thôi. Bắt nồi lên bếp, phi tỏi hành cho thơm, thì trút tép vô xào sơ cho sang lại. Sau đó đổ nước và nấu sôi lên. Lúc này mới từ từ bỏ phần khoai mỡ đã nạo vô, chụm lửa đều. Tới khi khoai nổi lên, phần khoai bắt đầu hơi trong lại, ngả qua màu tím sậm, thì nồi canh đã chín. Nhanh tay nêm gia vị cho vừa ăn, rồi bỏ rau thơm vô là nồi canh đã hoàn thành. Các món canh cũ ở miền Tây thường nêm hành ngò, nhưng với canh khoai mỡ thì sẽ khác đi một chút xíu. Bà con mình thích nêm canh khoai mỡ bằng rau om và ngò gai thơm nồng, hòa chung với mùi dịu nhẹ của khoai, khiến cho món canh càng thêm ngon lành và ấn tượng. Bữa cơm quê dọn lên giữa khung cảnh yên bình của nhà quê. Trên cái bàn tròn là những món ăn quen thuộc, bình dân, nhưng mà khi kết hợp cùng nhau sẽ tạo nên vị ngon vô cùng ăn ý. Canh khoai mỡ hợp rơ nhất là khi dọn ăn chung với khô chiên mặn mòi, khô cá sạc bổi, khô cá đù, hay nếu mà được dĩa khô cá tra phồng thì ngon phải biết. Miền Tây xứ mình có bộ ba hoàn hảo, làm nên ký ức ngon lành trong lòng biết bao người. Đó là bữa cơm quê có sự hòa quyện hương vị của ba món: canh khoai mỡ, tép rang và dưa mắm mặn mòi. Bữa nào dọn cơm mà có ba món này là đảm bảo cả nhà đều ăn ngon lành. Tới mấy đứa nhỏ thường kén ăn rau ăn canh cũng ngoan ngoãn ngồi ăn chung với cả nhà và ra vẻ vô cùng khoái chí. Chan canh vô cơm, nước canh làm cho hột cơm mềm lại, dễ trôi, dễ nuốt. Mùi vị thanh tao ngọt lành của canh khoai hòa chung cái mặn của tép rang, thêm chút vị giòn của dưa mắm. Và cơm tới đâu là thấy bụng dạ như hồ hởi, hân hoan tới đó. Hân hoan không phải bởi được ăn thứ sơn hào hải vị cao sang, mà hân hoan bởi được thưởng thức cái ngon lành tới từ những gì thân thương và bình dị của nhà quê sông nước xứ mình. Màu tím á, có người biểu là màu tím thủy chung, có người lại nói màu tím sao nó sến sến á. Nhưng mà với Ngọc Phượng thì Ngọc Phượng thấy cái màu tím nó dễ thương dữ lắm, giống như là cái màu tím của khoai mỡ vậy đó quý vị. Với những ai đã từng ăn no nê những món ngon được chế biến từ khoai mỡ đó thì chắc hẳn phải công nhận với Ngọc Phượng một điều là đây là cái màu tím của sự ngon lành, hấp dẫn, gợi nhớ, gợi thèm. Nhớ ở đây là nhớ cái bánh khoai mỡ chiên nè, gợi về một cái thời học trò tầm 5, tầm 7 ăn giặt ở trước cổng trường á. Rồi nhớ cái tô banh khoai mỡ nấu sệt nè, dẻo nè, chứng tỏ được cái độ khéo léo của đôi bàn tay bà nội trợ khéo nạo khoai như thế nào. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, bữa cơm nhà quê được nấu từ củ khoai nhà quê, dọn lên trên một cái khung cảnh đơn sơ bình dị, nhưng mà được ăn chung với những người thân yêu ruột thịt trong gia đình. Bình dị nhỏ nhoi nhưng mà là ước mơ lớn lao của biết bao nhiêu đứa con miền Tây xa xứ.